Chào mừng quý vị đã đến với câu lạc bộ tỷ phú sau một đêm hay là cộng đồng triệu phú đô la đại tài thời 4.0. Thưa quý vị, có lẽ có quá nhiều câu chuyện về các giấc mơ một tấc đến rời hay là những miếng format thơm ngon như thế này. Trong nhiều năm qua thì bản tin tài chính kinh doanh trên VTV1 liên tục phanh phui những vụ lừa đảo kiểu đa cấp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Rất nhiều vụ đã bị khởi tố xét xử. Thế nhưng chưa xử xong những đường dây cũ thì thị trường đã xuất hiện các đường dây mới, vỏ bọc mới và những cái tên rất mới. Và tuần qua cái tên mới nhất được chú ý đó là tập đoàn công nghệ tự xưng ERG. Cũng trong tuần qua thì một lời cảnh báo chính thức được phát đi từ Công an Hà Nội về dấu hiệu lừa đảo của một đường dây huy động vốn khác. Tự xưng là một tập đoàn công nghệ đến từ Vương quốc Anh, ERG đang huy động tiền của người dân với lãi suất khủng tới 180% một năm, cùng những lời hứa hẹn sớm thành triệu phú đô la. Theo dự kiến thì cuối năm 2019, Bitcoin sẽ lên là 50 ngàn đô, dùng đòn bẩy Iraq Global. Ngày hôm nay các chị đầu tư vào đây á, các chị dùng về rút về gì ạ? Đô, các chị rút về Bitcoin để đấy. Khi nó lên ạ, từ ấy bán. Đây, đây một cách mà chúng ta kiếm 1 triệu đô đây. Ước tính sơ bộ đã có hàng chục nghìn người rót tiền vào đây, tổng cộng có thể lên đến cả 100 tỷ đồng. Người tham gia ra sức lôi kéo người khác khi được hứa trả hoa hồng hậu hĩnh tới 8% theo hình thức đa cấp 18 tầng. Hàng say với cơ hội làm giàu từ bên trời Tây, không mấy người phát hiện tập đoàn tự xưng kia không có văn phòng nào tại Việt Nam và cũng chưa hề được cấp phép hoạt động. Sau khi báo chí phanh phui các bất thường, hàng loạt người muốn rút tiền đều không được. Lãi khủng, triệu phú đô la đâu chưa thấy, nhưng nguy cơ mất tiền thì đã rõ. Trước đó không lâu, ví điện tử tự xưng là PayAgent được quảng cáo là dùng để thanh toán mọi loại tiền tệ ở khắp nơi trên thế giới. Nếu đầu tư vào đây, mọi người không cần phải làm gì, cũng được hứa hẹn sẽ chóng vánh thành tỷ phú. Hai chủ đến ngày hôm nay tôi đã được khoảng 2.000 đồng PayAgent, mở được cái ví, dư mất khẩu. Cắt tôi lại, vô tình khoảng tầm 3 năm, 5 năm nữa mình mở ra mình xem. Không cần phải gì, 100 đô, 1.000 đô. Đúng không? 50 đô không vui vui đâu. 50 đô mà nhân với 2.000 đồng, tức là 100.000 đô. 100.000 đô khoảng hơn 2 tỷ nhỉ? Đúng không? Cũng hoa hồng đa cấp 20-30% khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Ít nhất hàng nghìn người tại nhiều tỉnh đã xuống tiền. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo ví điện tử tự xưng là PayAgent có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, các thủ đoạn giống nhau lặp đi lặp lại nhưng sao vẫn lừa được hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người. Để lý giải cho điều này thì trên trường quay của tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay xin được giới thiệu một phóng viên trong nhóm điều tra hàng loạt các vụ lừa đảo huy động vốn thời gian qua. Thưa chị, tại sao các cái đường dây huy động vốn theo hình thức đa cấp này vẫn có thể hấp dẫn được quá nhiều người, mặc dù là các cái thủ đoạn của nó cũng na ná như trước? Vâng, xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Minh Hường, chị Kim Huệ. Hai chị và quý vị có thể thấy một số điểm chung giữa các đường dây huy động vốn trong thời gian qua có cái dấu hiệu lừa đảo. Thứ nhất đó là lãi suất rất cao, gấp hàng trăm, thậm chí gấp hàng nghìn lần so với mức lãi suất ngân hàng hiện nay. Ví dụ như tập đoàn tự xưng ERG thì lãi suất lên tới 180% một năm, hay là ví điện tử tự xưng PayAgent thì được hứa hẹn là nộp 2 triệu đồng, vài năm sau thì có thể nhận 2 tỷ đồng, một mức lãi suất rất là khủng khiếp. Do vậy là thu hút rất nhiều người ham cái lãi suất, do vậy đã tham gia. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó là cái việc mà để lôi kéo nhiều người tham gia thì các đường dây này đã dùng mồi nhử là hoa hồng đa cấp rất là cao. Nghĩa là càng lôi kéo được càng nhiều người thì sẽ được hưởng hoa hồng càng nhiều tiền trên cái lượng tiền của các nhà đầu tư mới. Tôi lấy ví dụ như là ở ERG thì có thể hưởng hoa hồng lên tới 18 tầng. Tôi biết có một cái trường hợp, có một cái chị công nhân, không biết bằng cách gì mà chị có thể lôi kéo được cái lượng người tham gia dưới cái tuyến của chị lên tới hàng trăm người, và lượng hoa hồng mà chị có thể hưởng tới thì lên tới vài trăm triệu đồng một tháng. Cái lượng hoa hồng cao như vậy khiến cho nhiều người là sống chết cố lôi kéo được đồng nghiệp của mình, người thân hay là bạn bè, gia đình của mình để tham gia vào cái đường dây này.
hai cái dấu hiệu chị nói thì tôi thấy cũng na ná giống như cái dấu hiệu của đa cấp biến tướng mà nhan nhản cách đây khoảng 4-5 năm. Sau đó thì cái mô hình đa cấp liên kết Việt thì cũng đã bị khởi tố rồi, báo chí cũng phanh phui và cũng cảnh báo rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại sao những cái đường dây mới gần đây này, thủ đoạn cũng na ná như vậy mà vẫn lừa được người? Ý tôi muốn nói là có những cái điểm gì mới ở trên cái đường dây xuất hiện gần đây? Vâng, thưa chị, chắc chắn là có điểm mới ạ. Ví dụ là họ sẽ tận dụng vào những cái tên rất là kêu, ví dụ như là nhà đầu tư thông minh 4.0, giao lưu 4.0. Thì trong các hội thảo của LG thì cái từ 4.0 này gắn xuyên suốt các hội thảo. Tôi đã từng tham gia một cái hội thảo của họ thì tôi thấy họ công chiếu các video của phóng viên bản tin tài chính VTV1 thực hiện về 4.0. Họ dùng các ngôn từ công nghệ rất là cao xa, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, blockchain, big data. Họ lặp đi lặp lại cái lời kêu gọi là phải theo công nghệ 4.0. Nếu không có 4.0 thì chúng ta sẽ lạc hậu, chúng ta sẽ bị tụt hậu lại phía sau. Do vậy thì họ biết được rất rõ cái tâm lý của các nhà đầu tư là xính ngoại, xính những cái thứ thời thượng. Do vậy là họ đã tạo cho mình cái vỏ bọc 4.0. Để ví dụ như là ví điện tử hay là tiền ảo hay là đào coi để thuyết phục các nhà đầu tư tin tưởng mà dốc hầu bao vào. Thế nhưng trong quá trình mà tìm hiểu điều tra thì chúng tôi nhận thấy rằng là các nhà đầu tư rất là xính công nghệ 4.0, nhưng thực ra thì họ lại không hiểu gì về công nghệ này cả. Yên Bái, không biết đến cái điện thoại thông minh, càng chả hiểu thế nào là ví điện tử. Thế mà người nông dân thuộc diện hộ nghèo này vẫn quyết dốc hết vốn liếng vài triệu đồng vào cái gọi là ví điện tử PayAsian với ước mơ đổi đời. 6 tháng từ một người nông dân biến thành nhà đầu tư tiền ảo, ông vẫn chưa một lần nhìn thấy tài khoản trong ví điện tử của mình. Sau khi nộp tiền thật thì thứ duy nhất ông được nhận lại là mẩu giấy này. Khi chúng tôi đã nộp tiền xong thì là không cho một biên giá gì, chỉ cho chúng tôi một tờ giấy này. Cái tờ giấy vàng này. Tờ giấy vàng này. Tờ giấy này ghi cái gì ạ? Tờ giấy này ghi họ, tên và mã số. Bác đã chưa từng truy cập bao giờ hay chưa ạ? Chưa truy cập bao giờ. Thế thì làm sao mà biết mình là cái tài khoản đấy có tiền hay không nhỉ? Tôi cũng đến chịu. Hà Giang, người phụ nữ dân tộc Dao này chắt chiu ít tiền từ quán nước ven đường, cũng đổ hàng chục triệu đồng để mong lấy lãi khủng từ tập đoàn công nghệ tự xưng RG. Thế nhưng khi được hỏi thì thậm chí chị còn chẳng biết đó là công ty gì. Chị biết công ty là công ty gì không hả chị? Không biết, chị cũng không biết luôn. Để các chị đấy vào thì vui thì vào luôn cùng, nhưng mà cũng không biết gì rồi. Không biết công ty nào mà mình cũng bảo. Mình cứ chơi liều thì xem nào, nó được thì được. Hà Nội, không chỉ nông dân, tiểu thương mà cả những thanh niên thành phố, dù không hiểu rõ nhưng cũng dễ dãi rót tiền vào RG, thứ mang danh 4.0. Chú chơi bao nhiêu tiền? Em hiện tại tại đền 1.400. Chơi có hiểu không? Không hiểu mà vẫn chơi. Mình chẳng hiểu, 6 tháng rồi. Hả? 6 tháng rồi. Được mấy tháng nãy rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi. Đã sắp bồi 4 chưa? Nhưng mà tại tại Việt Nam mình đã thay đổi cuộc sống. Vâng, có lẽ là những người nông dân, những người tiểu thương mà chị gặp là những người ở tuyến dưới cùng của hệ thống đa cấp. Có nghĩa là họ bỏ tiền sau cùng và cũng không mời được thêm ai. Nhưng ngoài những người nghèo đó thì tôi còn thấy là có những gương mặt có tiền, trông có vẻ có học thức. Vậy tại sao? Tại sao họ lại tham gia vào đường dây này? Vâng, có lẽ những người này thì có thể là đối tượng hưởng lợi cao nhất ở cái đỉnh của kim tự tháp về đa cấp. Tức là họ tham gia đầu tiên, họ lĩnh lãi rồi, họ hưởng hoa hồng rồi, tiền họ đút túi rồi. Do vậy là đến lúc hệ thống sập thì họ cũng chẳng bị làm sao cả. Họ đã có thể là rút chân ra từ trước khi hệ thống sập. Vâng, thế thì khi mà hệ thống sập, tức là mọi thứ kịch bản nó đã hạ màn rồi, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là những người tham gia sau cùng là những người rủi ro nhất. Có một cái điểm mới ở đây, đó là vòng đời của một chu kỳ từ khi xây dựng hệ thống đến khi sập của các công ty đa cấp trước đây thì có thể đến vài năm. Thì nay nhờ công nghệ thì họ đã rút ngắn xuống chỉ còn vài tháng hoặc là đến một năm. Thì do vậy là dù sập nhanh, xây dựng nhanh thì sập cũng nhanh. Thì một câu hỏi đặt ra đó là các nhà đầu tư khi sập thì sẽ có cái cơ sở gì để đòi lại tiền và liệu họ có đòi được hay không? Đang bảo là công nghệ rồi, bây giờ lại còn chứng từ nữa thì anh đang bảo là tự nguyện làm với nhau rồi, đây là chị tự nguyện chị vào đúng không? Thì em không đâu, chị đâu.
có giấy tờ nộp tiền cho mình không? Không có gì giấy tờ hết. Cái dự án này nếu mà nó còn thì là trên bình thường hàng ngày như cô cháu mình vẫn hàng được lại. Ừ. Nếu mà không may bị phá sản coi như cô cháu mình mất hết không? Mất cả gốc. Ờ, thì mất cả gốc. Nếu mà có cái vấn đề xảy ra mà người dân muốn đòi lại tiền thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đủ cái điều kiện, không đủ cái căn cứ để mà đòi lại cái khoản tiền đã đóng. Thế do vậy là chúng tôi nhận định rằng đây là một cái việc đầu tư hết sức rủi ro, và có thể là đây là một việc làm đã tiếp tay cho cái tội phạm lừa đảo bằng cái công nghệ cao, vì đây công ty nói lên rằng đây là công ty của 4.0. Nó chỉ mới đi phát hành các quốc gia đang xây dựng cộng đồng. Vâng, đã là công nghệ 4.0 lại còn đòi chứng từ nữa, đúng không? Thế nhưng mà đến khi sập thì các nhà đầu tư thì mới phát hiện ra là mình tra có cái chứng từ gì để chứng minh rằng là mình đã nộp tiền. Thậm chí là địa chỉ văn phòng chi nhánh của công ty ở đâu thì các nhà đầu tư cũng chả biết. Rõ ràng là bây giờ là đang cầm dao, đằng lưỡi, đúng không? Và cầm chắc là cái việc mất tiền. Như quý vị có thể nhìn thấy thì mới đây thì Công an Hà Nội đã phát đi một cái cảnh báo chính thức về ví điện tử tự xưng PayAgent có dấu hiệu lừa đảo. Và trong nhóm các nhà đầu tư trên mạng xã hội thì tôi đã chứng kiến liên tục có các đợt bán tháo tiền ảo PayA trong ví điện tử PayAgent với những cái lời giao như thế này. Thế nhưng mà chắc chắn là dù giao khéo đến mấy chắc cũng khó có người mua. Được hai chị ạ? Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, một nửa chiếc bánh mì thì vẫn là chiếc bánh mì. Thế nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Mạo danh các cái xu hướng công nghệ mới cố tình đẩy cái sự thật giả lẫn lộn, thì rõ ràng là chính các cái đường dây huy động vốn lãi cao bất thường có cái dấu hiệu đa cấp này đã thực sự là tiến hóa để có thể tiếp tục có những cái thủ đoạn mới chiêu dụ được nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào hệ thống. Rõ ràng là các đối tượng lừa đảo thì luôn luôn tiến hóa tinh vi. Và cái chính ở đây là sự tỉnh táo của mỗi người dân. Khi có một bài học mà đã được nhắc đi nhắc lại là miếng format mà miễn phí thì luôn nằm trong chiếc bẫy chuột.